À, dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 2 tháng 5 năm 2024 nhưng mà. Dạ rồi thì hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Dạ rồi thì em xin điểm sơ mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan hoàng thảo hắc mao nha mọi người. Một loại rừng cho rất đẹp. Thì một số cái đang nụ, một số cái đang hoa nha mọi người. Đó. Dạ rồi, tiếp theo là lan hoàng thảo tam màu sắc nha mọi người, lan ba màu rất đẹp, một phần lan gấm thượng hải này, một phần kim địch xuân, một ý thảo ba màu nha mọi người. Rồi em tiếp tục về lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người, lấy một loại lan rừng cho hoa rất đẹp, hoa đỏ rực rỡ luôn nha mọi người, cái mùa này cây đăng hoa. Đấy. Rồi một phần nhãn hương tam màu sắc nha mọi người, các phần vanda viên ương nha mọi người, loại lan cho hoa rất đẹp luôn. Rồi thanh đạm này, rồi hoàng thảo vạch đỏ. Rồi kiều hay gọi là thủy tiên nha mọi người, rơi vào dòng kiều cam hoặc kiều thăng bung nó kiều mỡ gà nha mọi người. Rồi một phần vanda sưu tầm nha mọi người. Rồi các combo này và một combo lồng sổ nha mọi người. Đấy. Rồi thì hàng mình lúc nào thì mang lúc đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy. Tí em sẽ quay cụ thể từng cái hình một thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì mình sẽ giới thiệu kênh của em. Dạ, kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người thời gian sớm nhất nha. Dạ rồi, bên em đều giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mình nhận được hàng nha. Dạ rồi, thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha người. Dạ rồi, thì về cái số Zalo của em ấy thì do em dùng lâu rồi, đạt đến ngưỡng giới hạn là bạn bè nhưng mà đấy, thì có thể không kết bạn được thì mọi người vẫn có thể nhắn tin bên kênh người lại nhưng mà đấy, nhắn tin điện thoại hoặc gửi ảnh gì đều được hết nhưng mà chứ không phải là bạn bè thôi đấy, do một số chú anh chị là nó đã kết bạn không được nhưng mà đấy. Dạ rồi, đó là dạ rồi thì ngoài chia sẻ các mặt hàng lan rừng thì bên em còn chia sẻ thêm sản phẩm cho chị rừng nha mọi người. Đấy, thì vài hôm nữa thì ba mẹ em làm xong công tác rồi về cuối cùng rồi sẽ gửi vào cho em, em nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho các chú anh chị nha. Rồi về cây chai dây rừng thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, nhiều vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người, thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi ngoài tác dụng kể trên thì em xin giới thiệu đến các chú anh chị một cái tài liệu nghiên cứu y học về công trình nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây chè dây nhưng mà trên một số chỉ số lipid máu và mô bệnh học của sơ vữa động mạch nhưng mà ở thỏ cũng cho cholesterol nhưng mà đấy, thì này được thí nghiệm trên thỏ đấy. Rồi thì cái mọi người quan tâm về các cái vấn đề về cholesterol này, là lipid máu thì nói chung gọi lại là cái mỡ trong máu nhưng mà đấy, máu nhiễm mỡ thì lipid máu thì là cái mỡ trong máu nó có các chỉ số từ thấp đến cao. Nếu cái lượng mỡ mà trong máu nó nhiều thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu trong các mạch máu nhé người. Trường hợp mà máu nó mỡ nó nhiều quá này kia thì nó sẽ gây tắc nghẽn gây sơ vữa này, gây vỡ động mạch nhé người. Trường hợp mà máu không lên một số vùng cần thiết thì sẽ gây bệnh đột quỵ nhưng mà như máu không lên não. Rồi cái công trình nghiên cứu này do các tác giả đã nghiên cứu, trong đó có bác Phạm Thanh Kỳ, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu công trình này. Và cái tài liệu này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng mà thì bất kỳ ai cũng có thể xem được cái tài liệu này. Đấy, thì trong quá trình tìm hiểu về cây chè dây rừng em sưu tầm được cái tài liệu này và em chia sẻ đến cô chú anh chị để nghiên cứu. Đấy, nó gây đầy đủ hết tất cả các công dụng của nó nhưng mà đấy, về thí nghiệm trong cái công trình nghiên cứu này, từ đặt vấn đề đến kết luận vấn đề. Tài liệu này là gồm có 8 trang một nha mọi người. Thì em để cái đường liên tải cái bộ tài liệu file PDF này này ở phần bình luận nhận xét của video này nha mọi người. Em người tải về điện thoại hoặc máy tính hoặc in ra các bản tài liệu như thế này để mọi người để mọi người dễ đọc. Đấy, thì in ra giấy này kia thì nhiều lúc mình đọc mình lưu ý mình ghi chú này kia nó rất là dễ nha mọi người. Thì cái nào quan trọng thì mình có thể ghi lại. Đấy, nó rất là tiện lợi hơn so với đọc trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại nha mọi người. Rồi. Thì trường hợp của chú anh chị lớn tuổi thì nhờ con hoặc cháu kia mình in ra cái tài liệu cái bản như thế này thì dễ đọc. Rồi, thời gian tới thì em sẽ chia sẻ cụ thể về cây chè dây rừng và một số tài liệu có liên quan như thế này nhiều ngày. Rồi, mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh
để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, nhưng mà khi em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người theo dõi nha. Và cái kênh này của em là kênh chuyên bán like, anh em số cái anh em cũng chưa giới thiệu thì một số thời gian em làm riêng về cái chơi gia đình mọi người đó. Rồi, đang hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Mùa này thì cây đang hoa này, nhưng cái này thì nó đang rơi vào độ tàn này, thì mới nở này, con này đang nổ nha mọi người. Nổ thì nó như thế này, đang hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Hoa của nó này, hoa của nó rất đẹp nha mọi người. Mọi người có thể về sưu tầm đấy. Nó ra các nụ hoa trên ngọn này đấy. Đó, ở đây thì nó nở đấy này, rất đẹp nha mọi người. Đây là hoàn thảo hắc mao, em lỡ lần rừng cho nó càng nở là nó càng đậm nha mọi người. Đây này, đây là những cái làng mà nó nở gần cái này kia, nó càng đậm này, nó mới đầu là nó trắng này, xong nó màu nhạt, xong nó mới màu đậm nha mọi người. Hoa này nó cũng bền nha mọi người. Rồi cái nguyên bản đầu tiên nha mọi người, nguyên bản to nhất ngày hôm nay, cây đang nụ nha mọi người. Đấy, này là vô số các thân tơ nha mọi người. Này đang hoa này, đó, đang hoa. Đấy, như này bốn bông này, đấy, nó bung ra thì quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, rồi, sau khi nó nở thì nó sẽ lên cây con mới nha mọi người. Đó, đây nguyên bản. Đấy. Người về chỉ biết đặt chậu thôi, không cần phải ghép nữa nha mọi người. Nguyên bản đó, nguyên bản ngoài tự nhiên của nó như thế nha mọi người. Rồi, cây nguyên bản đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. Không tính biết bao nhiêu thằng tơ cho xoẻ nha mọi người. Người về trồng cái này, sau nó còn lại cái con mới nữa. Rồi, cây đang nụ nha mọi người. Hình số 1 hình 300 cho cây nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy, lâu lâu mới gặp một cái tác phẩm đẹp như thế này nha mọi người. Đấy, đa số là nó ít gặp cây lớn đó. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh hình số 2, đây một cây nguyên bản đó nha mọi người. Đó thì cây đang hoa nở rất đẹp nha mọi người. Đang hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Hoa rất đẹp. Đấy. Để nở lần lần nó sẽ đậm màu lên nha mọi người. Cây nguyên bản nó luôn. Quá trời hoa nha mọi người. Nó chùm như này 4-5 bông luôn đấy. Quá đẹp. Hai cây nguyên bản. Rồi, hình hắc mao số 2 nha mọi người. Đấy. Hình này là hình 150 cho cây nguyên bản lớn này nha mọi người. Mọi người về sưu tầm cây nguyên bản không rồi. Rồi tiếp theo là đến hình số 3 nha mọi người. Đấy. Rồi một cây hắc mao nguyên bản quá tuyệt vời luôn nha mọi người. Này hoa nở rất là sai luôn nha mọi người. Đấy. Cái này nó rơi vào độ gần tàn rồi nha mọi người. Đấy. Thì hoa càng ngắn thì nó càng đậm màu lên nha mọi người. Đấy, nó đang hoàn thảo hắc mao. Đấy, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, rực rỡ luôn. Đấy. Đẹp luôn. Rồi, hình số 3 nha mọi người, hình 150 nha mọi người về sưu tầm nha. Đấy, một số cái vẫn còn rồi nha. Đấy, cái nở nó kia thì hoa rất là đậm màu mọi người, càng nở nó càng đậm đây. Đấy. Hình số 3 150 cho cây nguyên bản. Dạ rồi tiếp theo lấy hình số 4. Đây cũng một cây dáng dấp rất là tác phẩm này nha mọi người. Đấy, nó mọc đây này, nó từng nấc lên nha mọi người. Quá đẹp luôn này. Đấy. Đây quá đẹp hôm nay mọi người về đặt chậu là ok rồi, không cần phải cái như vậy. Đấy, hoa rất đẹp như vậy. Đó, đang hoàn thảo hắc mao. Rồi cây nguyên bản hắc mao số 3 nha mọi người, số 4. Phiên bản nhiều tầng này, đấy, quá đẹp luôn. Đây, số 4 150 nha mọi người. Anh em người về đặt cái này kia chỉnh cái này kia là đẹp rồi nha mọi người. Rồi số 4 150 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 5. 100.000 cho 4 nguyên bản nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đây là hắc mao rất đẹp nha mọi người. Cây đang nở hoa, đang nụ nha mọi người. Tiếp theo, đến cây nguyên bản số 2 này, đấy, đang nụ hoa luôn. Đấy, mới hé hoa ra rất đẹp này. Rồi tiếp theo, nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo, cây nguyên bản số 4 nha mọi người. Đó, 4 cây. Cái này mọi người về trồng cây con nó lên nha mọi người. Rồi, 4 nguyên bản 100 nha mọi người về sưu tầm. Đây lan hoàn thảo hắc mao nha mọi người. Đấy, hình số 5, 100 nha mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người. Hình số 6 100.000 cho 3 dề lớn nha mọi người. Rồi, đây là những cái dề mọi người về dề lớn, mọi người về ghép lại, dề lớn to. Rồi, nguyên dề thứ nhất này. Đấy. Tiếp theo đến dề số 2 này, cây rất là mập mạp nha mọi người. Đấy, nó nụ không nha mọi
Tiếp theo thì dê số 3 này, ba dê hoàng thảo hắc ma nha mọi người, ba dê lớn, 100.000 cho người về sưu tầm hình số 6. Tiếp theo là đến hình số 7, 100.000 cho 9 dê. Nó nhiều dê hơn, đây dê đầu tiên này, đó, cây đang hoa lên nha mọi người, hoa hắc ma nó đẹp nha mọi người. Tiếp theo là dê số 2 này, cây lớn này. Nè, theo dê số 3 này, dê số 4 này. Dê số 5 này, đang nụ này. Dê số 6 này, cũng đang nụ này. Dê số 7 này. Dê số 8 này. Dê số 9 này, đó, 9 dê hắc ma 100 nha mọi người, về sưu tầm hình số 7. Được nhiều dê. Đó là hình hắc ma cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Rồi tiếp theo đến một loại lan rừng nữa, đó là lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đấy, lan hoàng thảo tam bảo sắc. Rồi hình số 8 là một cây nguyên bản nha mọi người. Đấy, 120 cho cây nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy. Chi chít các thân này, đấy. Thân tơ lên rất là nhiều nha mọi người. Đấy. Có cả cây lan hoàng thảo tôm đen nha mọi người. Đấy, cây này ra hoa dài xuống này, rất đẹp nha mọi người. Đấy, một tác phẩm hai loại lan. Đấy, đặc biệt lan hoàng thảo tam bảo sắc rất nhiều nha mọi người. Đó, cây quá trời luôn này, nó nứt đang nứt mầm này. Đấy, nên người về treo lên đặt chậu là ok rồi nha mọi người. Đấy, lan này ba màu rất đẹp nha mọi người. Đó, cây nguyên bản luôn. Đấy, tuyệt vời, tuyệt tác của tự nhiên luôn nha mọi người. Đấy, thêm cây hoàng thảo tôm đen này. Hoa râu nó dài. Đấy. Rồi, quá trời cái con luôn. Hình số 8 120 cho cây nguyên bản lớn đó nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 9 này, 100.000 cho 10 dê nha mọi người. Đây hàng rời người về ghép lại lan hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Ở đây cái con đang phát triển nha mọi người. Tiếp theo đến hình số 2 này, cây này rất là khỏe này. Tiếp theo hình số 3 này, về số 4 này, số 5 này. Đó. Số 6 này, số 7 này, đã nhìn thông tơ này, 8 này, nguyên bản này, 9 này, một cái dề lan hạt vị nhưng mà, đấy, hạt vị rừng, rất đẹp, hoa hạt vị rất đẹp nhưng mà, hình số 9 nhưng mà, đấy 100.000, 10 dề, có hai loại lan. Rồi tiếp theo là đến hình số 10, gấm Thượng Hải nhưng mà, đây em có một phần. Hoa rất đẹp nha mọi người. Hình số 10 150 cho ba dì lớn bảy ngọn nha mọi người. Rồi. Đây là dì đầu tiên nè. Dì này cũng có 1 2 3 ngọn lớn đó, cây xếp nha mọi người. Đó hoa phân nhánh nha mọi người. Đó hoa phân nhánh rất đẹp nha mọi người. Đây dòng gấm Thượng Hải cho hoa rất đẹp luôn. Đó, hoa đẹp. Rồi tiếp theo là đến cái số 2. Đấy, cây đang nụ nha mọi người. Đó. Cây đang nụ hoa này. Đó. Tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Rồi, ba dì gắm nha mọi người, hình 150 nha mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 11 lan kim điệp xuân nha mọi người. Hoa màu vàng nó đẹp nha mọi người. Hình số 11 100.000 nha mọi người về sưu tầm lan kim điệp xuân. Ở đây cái đầu tiên này, đấy thì cây ra hoa rồi nha mọi người. Đấy. Hoa rất là sai. Đấy, bây giờ cây con đang lên nha mọi người. Dòng kim điệp xuân cây con này cũng rất là đẹp nha mọi người. Nó cây con này, đó, người về chăm. Rồi tiếp theo đến cây nguyên bản này, đấy, cây kim cây con đang lên rất nhiều nha mọi người. Hai này. Rồi, số 3 này, đó, cây con này rất khỏe này. Đấy, dòng kim điệp xuân lên cây con nhìn rất là mê nha mọi người. Đó, 3 này. Rồi, 4 này, đó cây con đang lên này. Rồi, theo số 5 này. Rồi, số 6 này, đó, cái con đang nứt lên này. Rồi, số 7 này. Đó, cái con đang nứt lên nha mọi người. Mọi người về chăm, cái con đang quá trời luôn. Rồi, một phần kim điệp xuân nha mọi người, hình 11 100 cho mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có một phần ý thảo nha mọi người, ý thảo ba màu này. Đó, rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình 12 100.000 cho 50 bạn lớn nha mọi người. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đấy này cái con như thế này, sau lớn này nó thành cái mẹ to như này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó, thân mẹ nó rất là dài như này, người chăm sau nó cũng thành cây lớn rồi. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này, đấy, cái con đang lên rất khỏe, cái
mẹ lớn ra hoa này, từ cây con lên nha, sẽ phát triển thành cây mẹ đó. Còn nguyên bản số 4 này, đó, cây mẹ ra hoa dài. À, tiếp theo nguyên bản số 5 này, nó là được nhiều thân tơ nha mọi người, đó là ba màu ra hoa có trái đó nha mọi người. Năm miên nguyên bản lý thảo ba màu nha mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm, đăng đơn cho họ đây nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có làng hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Đấy, hoàng thảo đơn cam rừng rừng con tâm, hoa đỏ rực rỡ rất đẹp nha mọi người. Đỏ như những ngọn lửa luôn. Đấy, lửa cao nguyên. Đấy. Đấy, em mọi người có thể về ghép lũa cái bé trồng được nha mọi người. Hoa đơn cam rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi đó là làng hoàng thảo đơn cam, cái mùa này thì cây đang hoa nha mọi người. Đấy. Rồi hình nguyên bản đẹp nhất ngày hôm nay đấy, cây đang nụ hoa, đang hoa luôn nha mọi người, đang quá đẹp luôn nha mọi người, đỏ rực rỡ luôn đấy mọi người này, đấy, nhìn thằng tơ nó bung ra hoa quá đẹp luôn nha mọi người, đó, một mắt của nó luôn rất là nhiều bông đấy. Hoa nó nhìn rất là độc đáo nha mọi người, cây câu đang lên nữa nè, một vị trí, hai vị trí mọc này, đấy này được hai thằng tơ, hai thằng hoa luôn, thêm đây một thằng thân nữa, đấy quá đẹp luôn nha mọi người, đấy, rất là tự nhiên, đấy quá đẹp. Đấy, giống hoa rất sai nha mọi người, hoa đỏ đỏ rực rỡ luôn nha mọi người, quá đẹp. Đó là hoàng thảo đơn cam hình số 13 nha mọi người, đấy. 13 hoàng thảo đơn cam hình này hình 250 cho các bạn lớn nha mọi người, đây còn có ba mầm tơ, nó cây đang hoa rất đẹp nha mọi người, hoa đỏ rực rỡ luôn, đấy, nó càng ấy là nó càng đỏ rực rỡ lên nha mọi người, 13 250 cho các bạn này. Và tiếp theo hình 14 nha mọi người, này hình 200 cho cây nguyên bản này. Rồi, đây là một cây nguyên bản lớn nha mọi người. Đang lên hai mầm. Và hai mầm vừa rồi nó mới ra hoa này. Đấy. Đó, nó ra hoa cũng như thế nha mọi người. Cũng đẹp như thế nha mọi người. Các bách hoa trên thân này. Đó. Hai mầm tơ rất đẹp. Hôm nay lên hai mầm mới nha mọi người. Rồi, cây nguyên bản số 14 nha mọi người, hình này hình 200 cho mọi người về sưu tầm. Và tiếp theo đến hình 15, một cây 150 cho cây nguyên bản này. Đó, cây nguyên bản đang lên mầm con này, đấy, này ra hoa ấy nha mọi người. Số cái là nó tàn bớt rồi. Đó. Đó, nó là mọi người về đặt chậu thôi, không cần phải nè. Nguyên bản đơn cam hình 15 150. Tiếp theo là đến hình số 16 nha mọi người, đấy 150 cho cây nguyên bản lớn luôn. Rồi thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người, nó mọc trong kẽ này, nó đang lên cây con rất khỏe và mầm rất dài nha mọi người. Đó, này nó nở cũng mấy rồi này, một số mắt nó nở trước rồi. Đó, nó là sai nha mọi người, hoa đơn cam rất là độc đáo. Rồi cây nguyên bản lớn nha mọi người, cây nguyên bản lớn đơn cam. Đấy. Hình số 16 nha mọi người, 150 về sưu tầm. Tiếp theo lấy hình 17, 150 cho hai nguyên bản lớn. Ở đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây quá đẹp luôn nha mọi người. Lành cái này mà nó ra hoa quá tuyệt vời luôn. Đấy. Hoa đơn cam rất đẹp nha mọi người, độc đáo. Đó. Lúc ra hoa là nhìn mê nha mọi người. Cái mùa này thì do nó có hoa nên dễ tìm, chứ bình thường nó rụng lá này kia thì tìm không thấy được nha mọi người. Nên nó đỏ rực rỡ này, nó nổi lên là người đã làm người mới thấy được, để ý được nha mọi người. Rồi, quá đẹp nha mọi người. Đấy, hai nguyên bản lớn nha mọi người, hình này hình 150 số 17 nha mọi người. Tiếp theo đến hình 18, 150 cho ba dề lớn nha mọi người, bảy mầm. Ở đây dề đầu tiên nè, cây đang hoa luôn nha mọi người, quá đẹp nha mọi người. Cây cầu là cái này, đang lên quá trời, này. Có cả cái nút áo nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo đến dề số 2 nè, 1, 2, 3 mầm luôn nè. Rồi tiếp theo dề số 3 nè. Đó rực rỡ luôn nha mọi người. Rồi ba dề đơn cam hình số 18, 150 bảy mầm cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo hình 19 nha mọi người, 100.000 cho cái nguyên cái tổ này. Đấy, đang đơn cam này nó mọc ở trong cây tổ quả nha mọi người. Đang lên mầm con này. Đó, mọc ở cây này. Đó. Rồi cái con sắp lên nha mọi người, cái này nó mới ra hoa này. Đấy. Người về sưu tầm được hai cái loại nha mọi người, khá là hay. Hình 19, 100 người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 20,
100.000 cho hai nguyên bản 4 mầm. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, đây không có một mầm hai mầm này, đây, cây đang hoa nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, cũng đang hoa luôn, đây, đang lên mầm một mầm hai mầm này. Rồi, 20 100. Tiếp theo 21 100 cho hai nguyên bản lớn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây quá đẹp nha mọi người. Rồi lên cây con mới nữa thôi. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Đó, cây mà thân mầm đang lên nha mọi người. Rồi hai nguyên bản đơn cam 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 22 100.000 cho hai nguyên bản luôn. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, cây đang hoa, thân con đang lên. Rồi tiếp theo một cây nguyên bản này đơn cam này, đó, cây đang hoa luôn. Đấy, có cả cây râu mực nữa này và cây lan ở trên rừng đấy. Rồi hoàn toàn tự nhiên luôn rồi đấy. Hình 22 100. Tiếp theo là đến hình số 23 100.000 cho hai nguyên bản. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đó, cây đang hoa, mầm cầu đang lên nha mọi người. Rồi đây cây số 2 này, đấy, mầm cầu đang lên rất là khỏe luôn. Rồi hai cây nguyên bản 100 nha mọi người, 53. Tiếp theo là đến hình 24 100.000 cho ba nguyên bản. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, đó. Rồi xong cây con chuẩn bị lên nha mọi người, hoa đang cam rất đẹp. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này, rồi một cây nguyên bản rất là chắc chắn nha mọi người. Tiếp theo đánh cây nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi ba nguyên bản 100 cho người về sưu tầm. Hình 24 100. Tiếp theo đánh hình 25 100.000 cho ba nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, ba nguyên bản hoàn thảo đơn cam nha mọi người. 25 100. Tiếp theo đánh hình 26 100.000 cho 4 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Đấy, giống nó lùn mình ra bằng ra hoa bình thường hết nha mọi người. Rồi tiếp theo đấy nhá, cây nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, 4 nguyên bản nha mọi người. Hình là hình 126. Tiếp theo đấy hình 27 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy, tiếp theo nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này. Nguyên bản số 4 này. Đấy, đang thằng tơ đang đây. Bản số 5 này. Rồi 27 nha mọi người, 100. Tiếp theo hình 28, 100.000 cho 7 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Theo là đến nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này. Rồi bản số 4 này, bản số 5 này, bản số 6 này, đó. Rồi, bản số 7 nha mọi người, 7 nguyên bản đơn cam. Hình 28, đó là hình đơn cam cuối cùng nha mọi người, là hoàn thảo đơn cam. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có một cái phần giảng hương tam bộ sách, hay gọi là quý tháng 4, đấy, cây đấy, hoa nó đây. Đấy. Về trồng nó sẽ thích nghi, nó sẽ từ mương mứt nha mọi người. Rồi hình số 30 nha mọi người, 100.000 cho 6 cây lớn đang nụ nha mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này, đấy, dòng lá xếp này, đấy, đang nụ nha mọi người, đang nụ hoa này. Đấy. Đây, đấy này. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Đó. Giống hơn màu sắc số 2 nha mọi người, cây lớn này. Rồi tiếp theo những cây số 3 này, cây to khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo cây số 4 này. Đấy, cây số 5 này. Đó. Rồi cây số 6 này. Đấy, lá bằng lá to nha mọi người, đang nụ này. Rồi, 6 cây nhắn hương tam bộ sắc nha mọi người. Cây lớn 100.000 hình 30 cho người về sưu tầm. Anh em có một phần nha mọi người. Nhắn hương tam bộ sắc. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có lan Vanda Viên Hương nha mọi người. Nó đang rừng cho rất đẹp. Đấy, hoa nở một cặp nha mọi người. Anh gọi là lan Vanda Viên Hương. Đấy, hoa rất đẹp. Rồi hình số 31 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên nè. Mà tự nhiên nó mọc như thế này, đấy, nó mọc cùng cả cái lọc như vậy, đấy Vanda Viên Hương này,
Đó. Tiếp theo đánh cây nguyên bản số 2 này. Đó, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế nhưng mà đánh cây to khỏe này. Đó. Đó là hoa có trái như thế này nhưng mà đấy, đó là vành đai biên ương. Đấy. Hình số 31 nhưng mà đánh 100 nhưng mà về số tâm. Tiếp theo lấy hình số 32 100.000 cho 4 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tự nhiên nó như thế nhé mày. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, nguyên bản luôn, người việc về đặt chậu thôi, không cần phải ghép này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, các cây cái này khá hay. Rồi. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, rất là nhiều ngọn nhưng mà là vành đai biên ương, tự nhiên nó mọc như thế. Hình 32 100 cho 4 nguyên bản. Tiếp theo là đến hình số 33 100 cho 4 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo đến nguyên bản số 2 này. Đấy. Rất là nhiều ngọn nhưng mà. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy, một cây nguyên bản rất là nhiều nhiều ngọn nhưng mà. Đó. Đấy, ngọn tự nhiên nó mọc như vậy. Đó, hình 33 đấy, 100.000 cho 4 nguyên bản người về sưu tâm. Tiếp theo là đến hình 34 120.000 cho 18 cây nha mọi người. Đấy. Này hàng rời nếu người về ghép lại. Đây, dòng banda rễ gió người ghép nó ra rễ gió nó bám vào giới thiệu đó. Tiếp theo đến cây số 2 này. Đó. Tiếp theo cây số 3 này. Đó. Tiếp theo là cây số 4 này, đấy, nhiều ngọn nha mọi người. Cây số 5 này cũng nhiều ngọn này. Đấy. Rồi cây số 6 này. Đấy. Rồi cây số 7 này. Cây số 8 này. Cây số 9 này. Cây số 10 này. Cây số 11 này. Cây số 12 này. Cây số 13 này. Cây số 14 này. Cây số 15 này. Đấy. Cần này cây nhồi đang nguyên bản. Đấy. Rồi hình banda biên ương này 120.000 cho hình số 34 nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một phần lan thanh đạm nha mọi người. Hoa nó đây. Mọi người về sưu tầm. Hình 35 100.000 cho 20 nguyên bản cộng một dề nha mọi người. Rồi đây cây nguyên bản nó luôn nha mọi người. Đó. Trong này là hoa nó đẹp nha mọi người. Nguyên bản nó này. À, tiếp theo đánh cây nguyên bản số 2 này. Đó. Người giữ việc về ấy ta cần phải ghép nè. Rồi tiếp theo là một dề này. Rồi rồi hai nguyên bản với một dề như mày thanh đạm này, hình 35 100.000 cho người về sưu tầm. Rồi tiếp theo hình 36 như mày là hoàng thảo bạch đỏ này, loại lan rừng cho rất đẹp luôn. Đấy. 100.000 cho 10 nguyên bản nhé mọi người. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo lấy nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo lấy nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là lấy nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Rồi nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 8 này. Nguyên bản số 9 này. Còn nguyên bản số 10 nha mọi người. 10 nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ. Đây là hoa có trái như thế nha mọi người. Hình 36 100 cho mọi người về sưu tầm. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có lan kiều hay gọi là thủy tiên nha mọi người. Đấy, phần đầu tiên nó gồm có một cái cây lan cây nguyên bản này, kiều cánh tua nha mọi người, hai cánh của nó tua như thế này này. Đó. Và các lan kiều cam hoặc kiều mỡ gà nha mọi người. Đó, nó ra cái mặt hoa như thế này nha mọi người. Cho mọi người về sưu tầm. Đấy, sưu tầm thôi, được hoa nào thì hay hoa đó. Hình 37 nhé mọi người, lấy 150 cho 2 dề, còn 1 nguyên bản nhé mọi người. Rồi, đây một cây kiều cánh tua này, đấy. Nguyên bản nó như mọi người, lá lớn này. Đấy. Nó thân nó vàng ươm luôn nhé mọi người. Lá rất là chắc chắn luôn nhé mọi người, nguyên bản nó luôn. Đấy, hoa màu vàng rất đẹp nhé mọi người. Rồi tiếp theo là đến dạ kiều số 2 này. Đó. Kiều này thì nó rơi vào lan kiều cam, cái kiều này nó thân vung như vậy, nó dễ ra kiều mỡ gà lắm nhưng mà
Đấy, thì được cái nào hay cái đó, cái hàng rừng về nó nhiều lúc nó cũng hết. Này được nhiều thân tơ nha mọi người, thân vuông xanh này, đấy, lá có gân này mọi người, nó giống thằng kiều mỡ gà hơn đó, là nguyên nhiều nó nha mọi người, dễ đẹp. Và tiếp theo cái cây nguyên về luôn này đó, rất là nhiều thân tơ nha mọi người, 1 2 3 4 5 6 7 8 thân tơ nha mọi người, nó nguyên nhiều nó đó, thân vuông xanh nha mọi người đó, giống cây kiều mỡ gà hơn nha mọi người, là nguyên dề đẹp này. Rồi hai dề kiều ấy và một cái dề kiều này, 150 cho hai loại, người về sưu tầm thành 37. Rồi tiếp theo là đến hình 38 nhé mọi người, 100.000 cho ba dề lớn này, người về sưu tầm thêm. Rồi đây dề đầu tiên này, nó gồm có 1 2 3 4 5 thân tơ lên mọi người, người về lên chậu xong rồi cái con nó lên nữa. Đấy. Cây rất khỏe nha mọi người, hàng kiều rừng rất khỏe. Rồi tiếp theo là những dây kiều số 2 này, cũng có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người, đấy kiều thân lớn nha mọi người, đẹp luôn. Đó. Hàng rừng là nó chắc nó khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là số 3 này, cũng có 1 2 thân tơ này, đấy vỏ hoa nó rất là dài nha mọi người, những cây thân lớn thì vỏ hoa nó sẽ dài. Rồi ba dây kiều lớn nha mọi người, đấy 100.000 cho mọi người về sưu tầm thôi, 38. Tiếp theo là đỉnh hình 39, 100.000 cho 4 dê. Rồi đây là dê đầu tiên nè, còn có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ luôn nha mọi người. Kiều này nó trúng thân vung nha mọi người, về sưu tầm. Rồi tiếp theo đỉnh dê số 2 nè, dê số 2, dê này cũng có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ luôn nha mọi người, về chăm 5 thân tơ kiều. Rồi tiếp theo về số 3 này, nguyên dề của nó cũng có 1 này, 2, 3 thân tơ này, đấy, 3 thân của nó cũng khá là hay nha mọi người, thân vuông xanh này. Rồi tiếp theo về số 4 này, đấy, cũng có 1, 2 thân tơ này, người về trong đấy, lá lên gần luôn nha mọi người, lá gần luôn này. Đó, khá là hay nha mọi người, lá gân thế này. Rồi 4 dề 100 cho người về sưu tầm thôi, hình 39 nha mọi người. Tiếp theo đến hình số 40, 100.000 cho 4 dề. Rồi đây dề đầu tiên này, đó, còn có 1, 2 thân tơ này, có còn có cả cái lồng tím nữa nha mọi người. Tiếp theo dề số 2 này, đó, còn có 1, 2 thân tơ nha mọi người. Đó, thân kiều rất khỏe nha mọi người, thân vùng. Về số 3 này, đấy, cũng có 1, 2, 3 thân tơ này, đấy. Cái lo kiều này lá nó gần hết trơn nha mọi người, lên gần hết này. Rồi tiếp theo, về số 4 này, đấy, cũng có 1, 2 thân tơ nha mọi người, thân này nó bị ấy. Rồi về số tầm, đấy, thân to khỏe nha mọi người, lá lên gần này. Đó. Rồi, bóng gì rất khỏe nha mọi người, 100.000 hình 40 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là hình 41, 120.000 cho 16 dê nha mọi người. Đấy, hàng giống rất được về đấy. Đây về đầu tiên này. Đấy. Tiếp theo về số 2 này, hàng giống sưu tầm nha mọi người. Về số 3 này. Đấy, đủ là cả. Về số 4 này. Số 5 này. Về số 6 này. Đấy. Rồi số 7 này, số 8 này, đây, nhiều rất là nhiều hình thái lá nha mọi người, thằng đây nha mọi người, về số 9 này, thằng lớn này, về số 10 này, ngoài trong, số 11 này, thằng tím nha mọi người, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này. Đó. 16 này. Đó. À, hình 41 nha mọi người, hình 120. Hàng giống kiều người về sưu tầm. Đó. Đó là lan kiều nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo là đến hình số 42. Văn đa không tên nha mọi người. 100.000 cho 40 bản cùng 3 dề. Nó dòng này thì nó ra hoa như thế này này, nhưng mà cái tên của nó thì em cũng không rõ.
Rồi, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đó. Thế này và ra hoa dưới như thế này, mọi người về sưu tầm thêm. Đó. Nó đa dạng các mặt hoa nha mọi người. Nguyên bản thứ nhất này. À, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, rất là nhiều ngọn nha mọi người. Đó, lành ngọn rất nhiều. Rồi, tiếp theo nguyên bản số 3 này. Đó, để gió này. Đó, khá là hay. À, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, người về ghép hết thôi. Dây gió thì nó rất là dễ trồng nha mọi người. Bốn nguyên bản và các cây rời là người về ghép này. Rất là nhiều ngọn nha mọi người. Để ngọn rất nhiều. Một này. Cây số 2 này. Đấy, để gió này là đâm là này. Rất khỏe nha mọi người. Này cũng nhiều ngọn này. Đó. Rồi, hình này hình 100 nha mọi người. Nếu người về sưu tầm hình 42. À, tiếp theo đến hình 43 combo 50 bản rồi 100 người về sưu tầm. Đầu tiên là một cây nguyên bản kiều dùng vung nha mày, đó lá cũng đẹp nha mày, nguyên bản nó luôn, người về sưu tầm. Rồi tiếp theo đây này, đó. Thằng này hoa cũng khá là hay nha mày. Đó. Đó. Rồi tiếp theo một cây nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ này, đấy là hoa có trái như thế này nha mọi người, hoa có trái này. Rồi tiếp theo một cây nguyên bản gấm thượng hải nha mọi người, một số cái nó còn nổ tì tì này. Rồi một cây nguyên bản lan xương cá nha mọi người, rồi 100.000 cho các loại nguyên bản này, người về sưu tầm 43. Rồi tiếp theo đến hình 44 combo lồng sầu nha mọi người, 100.000 người về sưu tầm. Nhất là lan thanh đậm xanh nha mọi người. Mùa này thì cây đang nứt nè, nứt cây con này. Hoa này cũng khá là đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo lan hoàng thảo hương duyên nè. Này chơi thân lá nha mọi người. Hoa nó nhỏ nhưng cũng đẹp lắm. Này kiều nè. Rồi lan thanh đậm cánh bướm nha mọi người. Hoa thanh đậm này thơm nè. Rồi lan đấy nha mọi người, hoa màu tím cũng đẹp nè. Hoàng thảo hoa tím, rồi dáng hương tam màu sắc này, dáng hương tam màu sắc này, dáng hương tam màu sắc này, dáng hương tam màu sắc, hoàng hậu rừng này, dáng hương tam màu sắc này, dáng hương tam màu sắc này, dáng hương luôn này, cuối tháng tư nha mọi người, về sưu tầm banda này, banda giống bên kia. Đây. Đó, bên đa này ra hoa phân nhánh như thế này nha mọi người. Đó, cây lên nó khỏe. Đó, bên đa này. Đó. Đây cũng cây bên đa đó luôn. Đó. Rồi, lan tục đoạn nha mọi người. Đó, lan tục đoạn này. Đó. Rồi, lan tục đoạn luôn. Đó, ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Trong người bên sưu tầm, cái dòng này cái rễ thân lá nó có, nhìn nó là bonsai nha mọi người. Rồi hình 44 combo lồng sổng 100.000, đó là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Vậy thôi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Vậy rồi anh em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Vậy rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh Ven Trong Suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hãy nhìn nhìn lan về trong người sưu tầm. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.